Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2023. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong 9 tháng, Chính phủ tiếp tục tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế. Chính phủ đã tập trung, dành nhiều thời gian, nguồn lực, áp dụng nhiều đổi mới để đẩy nhanh công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững. Kết quả bước đầu tương đối tích cực, với mục tiêu bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tăng cường cải cách, cắt giảm tối đa thủ tục, giảm xin cho, giảm chi phí tuân thủ, chống sách nhiễu, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Phân cấp, phân quyền cho cấp nào thực hiện tốt nhất đi cùng phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát, kiểm tra, rà soát xem nội dung nào giữ lại, nội dung nào cần hoàn thiện, bổ sung và nội dung nào cần bãi bỏ. Thủ tướng cho rằng các nội dung của phiên họp này đều là những nội dung quan trọng. Các đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận về các vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau, đảm bảo tiến độ, chất lượng của phiên họp. Theo chương trình, tại phiên họp, Chính phủ thảo luận về đề nghị xây dựng luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quảng cáo, tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp thứ 26, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm và cho ý kiến về nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung. Đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc rút ngắn quy trình thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, cần làm rõ các điểm khác so với quy định luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các luật hiện hành có liên quan. Một số ý kiến cho rằng hồ sơ tài liệu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa đủ điều kiện thẩm tra theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, do đó đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ tài liệu để có cơ sở báo cáo Quốc hội. Đây là nghị quyết quy phạm pháp luật, vì vậy trình tự thủ tục xây dựng ban hành nghị quyết phải tuân thủ quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Và từ việc lập đề nghị đưa vào chương trình xây dựng nghị quyết, thẩm định đề nghị, trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết và trong quá trình soạn thảo phải tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo văn bản. Rồi ví dụ như là các cái cấp dự toán, thì bây giờ cái thời hạn rút ngắn thì tất cả những đối tượng chịu sự tác động đều phải được lấy ý kiến theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo nghị quyết ấy, để trình Thường vụ Quốc hội thì chúng tôi cũng đã dự thảo. Tuy nhiên, bây giờ mà ban hành theo cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ấy, thì lại vòng đưa lại để gói câu là lấy ý kiến tất cả các cái cơ quan mà chịu cái tác động lấy ý kiến theo quy định thì chắc là gói câu là sẽ không kịp cái kỳ họp này. Cho ý kiến về nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với tờ trình của Chính phủ về mục tiêu quan điểm xây dựng nghị quyết trong việc bảo đảm quyền đánh thuế của Việt Nam phù hợp với thông lệ và xu thế thuế quốc tế đang được các nước triển khai và đáp ứng yêu cầu của một số tập đoàn đầu tư nước ngoài lớn đang hoạt động và muốn được kê khai nộp thuế bổ sung tại Việt Nam áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024. Nếu chúng ta không triển khai thực hiện thì các cái công ty đa quốc gia khi mà kinh doanh làm ăn ở Việt Nam có thể sẽ bị thu thuế ở cái quốc gia mà trụ sở chính người ta đặt, thì nó sẽ thất thu cái thuế cho chúng ta. Trên chúng ta ban hành để mà bắt đầu áp dụng từ năm 2024 là rất là cần thiết. Tôi cũng thống nhất với cái quy trình thủ tục rút gọn trong một kỳ họp. Phải có cái chính sách bù trừ vào cái khoản thuế này để mà không ảnh hưởng đến người ta. Và đồng thời nữa thì cả cái dữ liệu thêm các cái trường hợp mà cái dòng vốn đầu tư đang chuyển dịch sang Việt Nam chúng ta, thì chúng tôi cũng đề nghị cái này phải trình ra Quốc hội, thì cũng thống nhất là theo cái quy trình thủ tục rút gọn thôi.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tháng 10 tới, giao Ủy ban Tài chính Ngân sách chủ trì phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban khác của Quốc hội thẩm tra chính thức khi có tờ trình của Chính phủ để báo cáo Quốc hội. Nghị quyết số 61 của Quốc hội về công tác quy hoạch đã tháo gỡ rất nhiều khó khăn, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch vùng, địa phương trong hệ thống quy hoạch tổng thể quốc gia. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết dự kiến đến hết năm nay, phấn đấu để cơ bản hoàn thành công tác này. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia, bám sát theo nghị quyết 61 của Quốc hội. Công tác này đã được đẩy nhanh với hơn 10 quy hoạch ngành đã được phê duyệt và rất nhiều quy hoạch đang triển khai đến bước cuối cùng trình Thủ tướng Chính phủ. Đối với địa phương, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đã thẩm định được hơn 50 quy hoạch cấp tỉnh, trong đó có 11 quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sáng nay tại Hà Nội, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam phối hợp với Phòng Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Australia tại Hà Nội tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm về phụ nữ, hòa bình và an ninh giữa các chuyên gia Australia và đại biểu Việt Nam theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Nhằm thúc đẩy triển khai có hiệu quả chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sự tham gia đóng góp hiệu quả của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thời gian qua, Việt Nam và Australia đã phối hợp tổ chức thành công 3 hoạt động trao đổi kinh nghiệm về chủ đề phụ nữ, hòa bình và an ninh với những kết quả quan trọng, thiết thực trong các năm 2019, 2020, 2022. Trong lần trao đổi kinh nghiệm lần thứ tư này có chủ đề tăng cường vai trò hỗ trợ của nam giới với chủ đề phụ nữ, hòa bình và an ninh trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề như vai trò của nam giới như thế nào trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh của Liên Hợp Quốc, cũng như khuyến khích sự tham gia có hiệu quả của nữ nhân viên gìn giữ hòa bình tại các phái bộ Liên Hợp Quốc. Thực trạng, khó khăn, thách thức và định kiến về giới mà nữ nhân viên gìn giữ hòa bình đang phải đối mặt trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Làm thế nào để nam giới phối hợp chặt chẽ với nữ giới ở cả cấp chính sách và cấp thực thi tại các phái bộ Liên Hợp Quốc nhằm phát huy tối đa năng lực và đóng góp của nữ nhân viên gìn giữ hòa bình. Bài học rút ra trong quá trình thực hiện chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh. Hoạt động trao đổi kinh nghiệm lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Australia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và khi hai bên đã thống nhất nâng cấp thỏa thuận thực thi bản ghi nhớ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình lên đối tác gìn giữ hòa bình. Điều này khẳng định sự quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Australia về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nói chung và tăng cường vai trò của phụ nữ trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nói riêng. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu đã gây mưa dông to đến rất to trên địa bàn Hà Nội. Mưa xối xả đúng giờ cao điểm sáng khiến các ngả đường tắc không lối thoát. Nhiều tuyến phố ngập mênh mông, nhiều người trễ làm do không di chuyển được, nhiều phương tiện phải dừng lại do xe bị chết máy. Mưa lớn đúng vào thời điểm người dân và học sinh đi làm đi học nên khắp các tuyến đường lâm vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Theo ghi nhận của phóng viên, trên các tuyến đường như Giải Phóng, Láng, Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Nguyễn Xiển, Tố Hữu, xe cộ nhích từng mét. Có thời điểm các phương tiện phải đứng chôn chân, không thể di chuyển. Tại một số trường học, mưa lớn đã ngập khắp cả sân trường, nước tràn vào lớp học khiến nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học. Dự báo mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ kéo dài đến hết ngày mai 29 tháng 9. Từ ngày 30 tháng 9, miền Bắc và Bắc Trung Bộ hửng nắng. Do ảnh hưởng của mưa lớn và các nhà máy thủy điện liên tục xả lũ, nên tại nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An đã xảy ra ngập lụt nặng, gây thiệt hại lớn về mặt tài sản và sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Thống kê của các địa phương trong tỉnh Nghệ An cho thấy, đến sáng ngày 28 tháng 9, trên các tuyến quốc lộ đang có 22 vị trí ngập, phải đóng đường 19 vị trí. Đường tỉnh có 18 vị trí ngập, phải đóng đường 14 vị trí. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có 139 người dân phải sơ tán, 706 người dân huyện Quế Phong và Kỳ Sơn bị cô lập. Toàn tỉnh có 1.600 nhà bị ngập, 830 nhà bị cô lập, thiệt hại hơn 1.500 hectare lúa, 3.050 hectare hoa màu, 82 hectare cây hàng năm, 53 con gia súc và hơn 2.300 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, 660 hectare ao hồ nuôi thủy sản bị ngập, 3 cầu loại nhỏ bị hư hỏng, 76 cầu tràn bị ngập, 5 cống bị hư hỏng, sạt lở, hơn 1.600 mét đường giao thông. Đến sáng ngày 28 tháng 9,
lượng mưa và mực nước trên các sông suối trên địa bàn tỉnh đang giảm dần. Tỉnh Nghệ An đang tập trung các giải pháp khắc phục hậu quả của mưa lũ. Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến đo được từ 150 đến 200 mm, gây thiệt hại về tài sản hoa màu của người dân. Hiện các địa phương đang tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân. Theo báo cáo, mưa lớn kéo dài đã làm một người mất tích, nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy, sạt lở. Mưa lớn đã làm sạt lở nhiều vị trí trên các tuyến quốc lộ 15C, 217 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tổng diện tích lúa đang bị ngập 2/3 thân cây, chiếm khoảng 891,6 ha. Toàn tỉnh có 20 hộ bị ảnh hưởng do ngập lụt, sạt lở đất, chủ yếu tại huyện Thường Xuân. Cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, các ngành đơn vị liên quan đã và đang tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân. Phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại vườn quốc gia U Minh Thượng, thời gian qua tỉnh Kiên Giang đã triển khai nhiều giải pháp giữ nước, tuy nhiên thì chính tình trạng ngập nước này lại đã và đang làm ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng rừng tràm và hệ sinh thái trong rừng. Báo cáo của Vườn Quốc gia U Minh Thượng cho biết, việc giữ nước ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng về cơ bản đã giảm được nguy cơ cháy rừng, nhưng tình trạng ngập sâu, trung bình 1,2 mét lại làm cho sinh trưởng rừng và môi trường sinh thái nói chung bị biến đổi nghiêm trọng. Ở nhiều nơi, cây tràm bị đổ gãy hàng loạt, rừng không còn sức sống, chim thú mất nơi trú ngụ. Một số loài động thực vật hoang dã sống trên cạn đã giảm dần. Vì vậy, để thực hiện đồng thời hai mục tiêu vừa làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, nhưng vẫn đảm bảo điều kiện sinh thái cho hệ sinh thái rừng tràm và các hệ sinh thái khác phát triển bền vững. Thời gian qua, Vườn Quốc gia U Minh Thượng đã và đang tiếp tục nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý, điều tiết nước cho các khu vực thuộc Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Quy trình điều tiết nước này xây dựng thì dựa trên cái việc là khảo sát, quy hoạch lại các cái phân khu quản lý nước theo cái hiện trạng rừng và cái độ dày tầng than bùn. Và cái quy trình này thì cũng được xây dựng do tính toán cân bằng mực nước, lượng nước cần tích trữ lại tại các thời điểm khác nhau trong năm. Khi mà áp dụng cái quy trình quản lý nước này thì nó giảm thiểu được cái nguy cơ cháy rừng, đồng thời là cũng phục hồi lại cái hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn. Đánh giá cao dự thảo quy trình quản lý nước ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng cũng như các giải pháp điều tiết nước theo chế độ giữ nước nhiều bậc. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần bổ sung cấp dự báo cháy rừng theo từng khu vực để phù hợp với địa hình không đồng nhất tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là phân ra 5 cấp cháy. Thì như vậy là trong cái quy trình này tôi không nhìn thấy những cái cơ sở pháp lý đó. Do đó chúng ta cần phải đưa ra là coi như ở cái mức mực nước nào thì cấp cháy cỡ nào. Cái nữa đó thì coi như tôi cũng không thấy đưa cái luật đa dạng sinh học ở trong này. Bởi vì chúng ta cần phải bảo tồn đa dạng sinh học như thế nào để mà chúng ta không làm mất loài những loài thực vật cũng như động vật mà coi như là do là cái mực nước ngập nó làm ảnh hưởng. Cùng với việc triển khai nhiều giải pháp từ địa phương và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, kỳ vọng rằng thời gian tới, Vườn Quốc gia U Minh Thượng sẽ tìm ra lời giải phù hợp nhằm bảo tồn và phát triển bền vững khu bảo tồn đất ngập nước, khu Ramsar, đặc biệt quan trọng của nước ta và thế giới. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về phòng chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến 2045. Mục tiêu chung của chiến lược là làm chậm sự tiến triển kháng thuốc và ngăn chặn kiểm soát sự lây lan của các vi sinh vật kháng thuốc, bệnh truyền nhiễm, đồng thời đảm bảo sự sẵn có góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe con người và động vật, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phấn đấu đến năm 2045, kiểm soát cơ bản tình trạng kháng thuốc, có hệ thống giám sát kháng sinh, sử dụng tiêu thụ kháng sinh hoạt động hiệu quả tương đương với các nước phát triển. Để đạt được những mục tiêu đề ra, chiến lược cũng đưa ra một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, đồng thời triển khai 3 đề án trọng điểm do các Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và triển khai.
Bộ Y tế vừa có tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế cho biết, trên cơ sở ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã tiến hành các thủ tục để ban hành theo thẩm quyền quyết định điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới chứa virus corona gây ra COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Đồng thời, Bộ cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm soát, hướng dẫn giám sát, điều trị liên quan đến dịch COVID-19 để các địa phương thực hiện khi công bố hết dịch COVID-19 nhóm A. Bộ đã hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Chính phủ ban hành. Ban Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF ngày 27 tháng 9 đã ra thông cáo báo chí công bố kết luận về đợt tham vấn điều 4 của điều lệ quỹ với Việt Nam. Theo đó, năm 2022, kinh tế Việt Nam đã hồi phục mạnh sau đại dịch nhờ các yếu tố nền tảng kinh tế mạnh mẽ và quản lý y tế công thận trọng trong đại dịch. Thông tin từ Ban Giám đốc điều hành IMF cho thấy tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 đạt mức cao kỷ lục là 8%, cao nhất kể từ những năm 90, nhờ vào cầu trong nước và nước ngoài mạnh mẽ. Lạm phát trung bình được giữ ở mức 3,2%, thấp hơn nhiều so với mức lạm phát mục tiêu 4%, mặc dù sức ép giá cả tăng lên trong năm. Tuy nhiên, sự phục hồi này đã bị chững lại do các cơn gió nghịch mạnh mẽ tác động tới nền kinh tế vào cuối năm 2022 và trong nửa đầu năm 2023, trong đó có nguyên nhân nhu cầu nước ngoài sụt giảm đáng kể từ cuối năm 2022. Dự kiến năm 2023, lạm phát vẫn được kiểm soát dưới mức mục tiêu 4,5% và Việt Nam có thể quay trở lại mức tăng trưởng cao trong trung hạn với sự hỗ trợ của các cải cách cơ cấu. Việt Nam có một lợi thế lớn so với nhiều nước khác mà tôi đã từng làm việc và từng thấy, đó là Việt Nam có nhiều không gian tài khoá. Việt Nam có mức nợ thấp. Việt Nam đã rất thận trọng trong những năm qua, trong khi nhiều nước trên thế giới có mức nợ cao. Khi có mức nợ cao, rất khó để chính phủ có thể giúp nền kinh tế. Chính sách tài khoá là một công cụ rất hữu hiệu mà Việt Nam có thể sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng, trong khi nhiều nước khác không có. Kinh tế Việt Nam tương đối ổn định và được quản lý tốt, và điều này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. Về trung hạn và dài hạn, các nhà đầu tư cũng cho rằng Việt Nam có một thị trường nội địa rất lớn. Nếu các bạn đầu tư vào vốn kinh tế và vốn nhân lực, nếu sản lượng tăng, người dân được tăng lương, thì đây sẽ là một thị trường lớn cho các nước khác và các nhà đầu tư nước ngoài khám phá. Nếu Việt Nam tiếp tục cải cách, chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ trở lại mức tăng trưởng 6-7%, cao hơn rất nhiều so với đa số các nước trên thế giới. Chúng tôi thấy Việt Nam có rất nhiều tiềm năng. Theo dự kiến, đợt tham vấn điều 4 tiếp theo với Việt Nam sẽ được tiến hành theo chu kỳ chuẩn 12 tháng. Sáng ngày 28 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức họp trực tiếp và trực tuyến với 28 tỉnh thành ven biển về ra soát kế hoạch đón đoàn thanh tra của Ủy ban châu EC sang kiểm tra thực địa công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp EU. Theo kế hoạch, đoàn thanh tra EC sẽ sang kiểm tra thực địa trong tháng 10 năm 2023. Dù chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra đợt kiểm tra, nhưng theo báo cáo của các cơ quan chức năng, vẫn còn rất nhiều việc chưa được hoàn thiện. Trong đó, một số tỉnh báo cáo chưa rõ ràng, hiện trạng tàu đánh bắt cá sai vùng, sai tuyến vẫn còn. Nhiều trường hợp tàu đánh bắt cá vi phạm hành chính cũng chưa được xử lý. Có tới 11.000 tàu chưa được cấp phép, số lượng tàu cá hết đăng kiểm rất nhiều. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương phải khẩn trương rà soát lại toàn bộ tàu cá của từng tỉnh, đôn đốc xử lý vi phạm phải chứng minh cho đoàn kiểm tra thấy được. Nghề cá Việt Nam có một hệ thống quản lý hiệu lực hiệu quả. Sau 6 năm kể từ khi áp thẻ vàng và qua 3 lần kiểm tra thực địa của Thanh tra châu Âu EC, thủy sản Việt Nam vẫn chưa được gỡ thẻ vàng. Đây là lần thứ tư kiểm tra của EC. Việt Nam có nhiều dược liệu quý, hiếm và hữu ích. Việt Nam cũng có những vùng trồng dược liệu đáp ứng được các tiêu chuẩn dược khắt khe của Mỹ. Đây là những lợi thế cạnh tranh mà doanh nghiệp Việt Nam mong muốn được phát huy khi đưa các sản phẩm dược liệu Việt Nam ra nước ngoài. Đó là khẳng định của nhiều doanh nghiệp tham dự Hội nghị Giao ban Xúc tiến Thương mại với Hệ thống Thương vụ tại nước ngoài do Bộ Công Thương tổ chức vào sáng nay với chủ đề Xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm quế, hồi và cây dược liệu.
Theo đại diện nhiều doanh nghiệp trong số khoảng 300 doanh nghiệp hiệp hội địa phương tham dự hội nghị, dù đang nắm trong tay nhiều lợi thế về vùng trồng dược liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế, thế nhưng hầu hết các doanh nghiệp dược liệu của Việt Nam hiện vẫn còn rất thiếu thông tin về các thị trường nước ngoài, khiến hoạt động xuất khẩu chưa thực sự nổi bật. Những cái buổi giao ban như này thì thực sự là rất là ý nghĩa cũng như là tốt cho các doanh nghiệp đang sản xuất dược liệu tại Việt Nam, tại vì từ đó thì các doanh nghiệp có thể nhìn ra được thế giới để xem là hiện trạng, tình trạng của thế giới đang yêu cầu như thế nào về chất lượng về dược liệu, để từ đó trở đi thì chúng ta mới cải tiến những cái quy trình chế biến của chúng ta cũng như là toàn bộ những cái sản phẩm của chúng ta để làm thế nào đó để đạt được cái tiêu chuẩn đó, để từ đó mới đưa được sản phẩm của chúng ta ra nước ngoài. Việt Nam thì có rất nhiều là các vùng trồng và có những vùng trồng mà thực tế là đạt chuẩn các cái chứng chỉ USDA của Mỹ, của Hoa Kỳ về những vùng trồng dược liệu sạch. Trong thời gian tới tôi rất mong nhà nước và đặc biệt là Bộ Công Thương sẽ có những chiến lược dài hơi và hỗ trợ và giúp đỡ cho những doanh nghiệp trẻ như chúng tôi được lan tỏa những các sản phẩm dược liệu quý của Việt Nam đến toàn bộ bạn bè trên toàn thế giới, để biết được Việt Nam là có những vùng dược liệu trồng rất là tốt. Bộ Công Thương cho biết, giá trị xuất khẩu quế hồi của Việt Nam liên tục tăng qua các năm, tuy nhiên chưa đáng kể so với thị phần dược liệu trên toàn thế giới, do phần lớn dược liệu Việt Nam chỉ được xuất khẩu ở dạng nguyên liệu thô. Trong khi đó, những sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh như quế hồi, thảo quả, nghệ, hòe vẫn còn manh mún, quy mô nhỏ, theo kiểu mạnh ai nấy làm. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tổng hợp nhu cầu, hỗ trợ và các kiến nghị đề xuất của các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp để tập trung giải quyết hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo giải quyết, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm quế hồi và cây dược liệu, hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới năm 2023 với chủ đề Du lịch và đầu tư xanh, nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến điểm đến, liên kết hợp tác, phát triển du lịch. Ngày 28 tháng 9, gần 60 đại biểu đại diện cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, các ban ngành của huyện Đại Từ cùng các doanh nghiệp lữ hành của Hà Nội, Quảng Ninh đã tham dự tọa đàm Du lịch cộng đồng gắn với hoạt động đi bộ băng rừng, còn gọi là trekking, sản phẩm mới, tạo tuyến liên vùng. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Farm Trip Caravan and Trekking Cung đường mùa thu Thái Nguyên năm 2023 do Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận đánh giá tiềm năng và tìm giải pháp phát triển sản phẩm du lịch trekking khám phá sườn đông Tam Đảo gắn với một số điểm đến du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Qua đó nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch mới, thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách khi đến với Thái Nguyên, đồng thời hướng tới tạo tuyến trekking liên vùng kết nối với các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang. Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên Lê Ngọc Linh cho biết, cung đường mới này gồm các tuyến điểm, di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, trại ngựa Bá Vân, khu du lịch Hồ Gành Chè, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, điểm du lịch cộng đồng xóm Tân Sơn, xã La Bằng, gắn với trải nghiệm trekking khám phá sườn đông Tam Đảo và thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc. Qua cái hội thảo ngày hôm nay, cái tọa đàm ngày hôm nay thì cũng mở ra cho chúng tôi nhận thấy rằng là ở nhiều điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có thể là khai thác, đưa vào những cái hoạt động trekking để tạo ra những cái sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch, và với những cái mong muốn rằng là cái sản phẩm trekking du lịch ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ mở ra một cái hướng định hướng phát triển du lịch mới cho tỉnh Thái Nguyên. Cũng tại buổi tọa đàm, các đơn vị lữ hành tham gia chương trình khảo sát, góp ý để thu hút khách đến và phát triển sản phẩm một cách lâu dài, bền vững. Xã La Bằng và huyện Đại Từ cần có những cơ chế, chính sách mở để thu hút nhà đầu tư trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và sản phẩm một cách bài bản. Song song với đó là công tác bảo vệ an ninh trật tự, gìn giữ môi trường sinh thái và bảo tồn văn hóa cộng đồng, và định hướng để người dân phát triển sản phẩm trekking gắn với du lịch cộng đồng, chú trọng đến kỹ năng hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho du khách trong hành trình khám phá sườn đông Tam Đảo. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, sau 2 ngày truy bắt thì đến chiều ngày 27 tháng 9, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt được đối tượng dùng súng tự chế đến phòng giao dịch khu công nghiệp Mỹ Tho trực thuộc Agribank thành phố Mỹ Tho, uy hiếp nhân viên để cướp tiền.
nghi phạm Võ Thanh Hòa sinh năm 1996, thường trú tại xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đối tượng đã thừa nhận hành vi dùng súng tự chế cướp ngân hàng nhưng bất thành. Lực lượng chức năng đã thu giữ được vật chứng và phương tiện gây án. Trước đó vào 14 giờ ngày 25 tháng 9, nghi phạm đã điều khiển xe máy không biển số đến phòng giao dịch Agribank, khu công nghiệp Mỹ Tho uy hiếp nhân viên, yêu cầu đưa tiền nhưng bất thành. Ngày 27 tháng 9, trên mạng xã hội lan truyền một video ghi lại hình ảnh của một nhóm người đi xe đạp quây kín và đe dọa một tài xế ô tô con. Theo camera ghi lại, trước đó đoàn xe này đã đi vào làn cao tốc Võ Nguyên Giáp hướng Nội Bài đi cầu Nhật Tân. Khoảng hơn 10 xe đạp xếp thành hai hàng di chuyển dọc theo cung đường gây cản trở giao thông. Được biết, làn cao tốc này vốn chỉ dành cho ô tô và có tốc độ tối đa lên tới 80 km/h. Khi bị tài xế xe con nhắc nhở, nhóm người đi xe đạp đã chửi bới và dừng xe bao vây chiếc ô tô. Nhiều thành viên trong nhóm còn đe dọa, xúi giục hành hung tài xế. Hiện lực lượng chức năng đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành điều tra xử lý vụ việc. Ngày 28 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Bùi Ngô Minh Khôi, 23 tuổi, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Qua quá trình điều tra, xác định Lê Đăng Khoa thu nhận thông tin của các sinh viên có nhu cầu làm giả văn bằng chứng chỉ, rồi gửi thông tin cho Phan Văn Đức để Đức nhờ một đối tượng khác chưa rõ nhân thân lai lịch làm giả. Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục phát hiện Bùi Ngô Minh Khôi đã thu nhận thông tin của khoảng 60 sinh viên trường Đại học An Giang có nhu cầu làm giả chứng chỉ, rồi gửi thông tin cho Đức nhờ làm giả. Từ cuối tháng 5 năm 2022 đến nay, cơ quan công an đã thu giữ hơn 50 chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và một bằng đại học giả. Hiện vụ việc đang được đội điều tra tổng hợp công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra mở rộng. Trong phần tiếp theo của bản tin, thế giới đau đầu trước dòng người di cư tăng đột biến. Brazil thành lập lực lượng đặc nhiệm ứng phó với hạn hán ở Amazon. Số lượng người di cư lớn kỷ lục vẫn đang di chuyển tới khu vực biên giới, khiến Mỹ, Mexico và các nước châu Âu phải đau đầu. Những giải pháp đơn phương của mỗi nước liên tục được đưa ra, song chưa có một thỏa thuận chung phối hợp giữa các nước, khiến những dòng người di cư dồn lại ngày một lớn hơn. Bất chấp sự hiểm nguy, những đoàn người di cư mang theo nhiều trẻ em vẫn đang cố vượt sông Rio Grande để tới bang Texas của nước Mỹ. Mexico hiện đã quá tải người di cư quá cảnh. Viện Di cư Quốc gia Mexico đã huy động 189 xe buýt và 73 xe tải để di chuyển hơn 8.000 người di cư ở khu vực miền nam nước này, giáp với Guatemala, đưa đến các thị trấn lân cận và dựng trại tạm trú để giảm bớt áp lực cho chính quyền địa phương biên giới. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador hôm qua thông báo, nước này sẽ phải tổ chức cuộc họp với ngoại trưởng các nước ở khắp Mỹ Latin để bàn cách giải quyết vấn đề di cư. Bây giờ, điều chúng ta phải làm là đạt được một thỏa thuận nhằm đối mặt với hiện tượng di cư. Chúng ta phải đi đến một thỏa thuận. Đó là lý do tôi nghĩ chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc gặp với các ngoại trưởng trong 10 ngày tới. Hầu hết người di cư tới Mỹ đều đi qua Mexico và chúng tôi phải chăm sóc cũng như bảo vệ họ. Nhưng chúng ta phải tránh sự gia tăng dòng người di cư vì có những rủi ro. Phía bên kia biên giới, chính quyền bang Texas của Mỹ cũng phải đưa ra một tuyên bố khẩn cấp để tìm kiếm những nguồn lực bổ sung giải quyết dòng người di cư tăng đột biến. Còn ở châu Âu, Lampedusa, hòn đảo nhỏ của Italia, vẫn đang là điểm nóng di cư khi đây được coi là ngã ba hy vọng. Có tới 15.000 người đến hòn đảo này chỉ trong vài ngày. Trong khi đó, kể từ đầu năm đến nay, số người di cư bất hợp pháp bị bắt giữ ở Slovakia đã tăng gấp 9 lần so với một năm trước. Chính phủ Ba Lan hôm qua cho biết, Ba Lan lo ngại rằng bất cứ khi nào cũng sẽ có dòng người di cư di chuyển từ Italia. Hiện vấn đề người di cư vẫn là bài toán khó đối với nhiều quốc gia châu Âu và Mỹ. Và để giải quyết tận gốc vấn đề này, các nước từ quốc gia có người di cư, quốc gia trung chuyển hay điểm đến cuối cùng cần phải thỏa hiệp để cùng nhau giải quyết bài toán này. Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser hôm qua cho biết, Đức sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới mở rộng với Ba Lan và Cộng hòa Séc trong tuần này để hạn chế tình trạng di cư bất hợp pháp. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh số lượng người di cư gia tăng để lộ những hạn chế trong hệ thống tị nạn của Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết, những kẻ buôn người đang lợi dụng những kẽ hở này để trục lợi.
Chúng ta phải khẩn trương ngăn chặn hoạt động kinh doanh tàn ác của những kẻ buôn người, vì chúng đang đùa giỡn với mạng sống con người để thỏa mãn lòng tham vô đáy của chúng. Đó là lý do tại sao cảnh sát biên giới Đức giờ đây sẽ tiến hành các biện pháp kiểm soát bổ sung linh hoạt dọc theo các tuyến đường buôn người ở biên giới với Ba Lan và Cộng hòa Séc. Những biện pháp này bổ sung cho các biện pháp kiểm soát mà chúng tôi đã tăng cường trong những tháng gần đây. Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cũng cho biết, biên giới Liên minh châu Âu cần được kiểm soát tốt hơn. Nếu không, chế độ biên giới Schengen, chế độ đi lại miễn thị thực giữa các thành viên trong Liên minh châu Âu sẽ gặp nguy hiểm. Ngày 27 tháng 9, chính phủ Brazil ra thông báo chuẩn bị thành lập một lực lượng đặc nhiệm để hỗ trợ khẩn cấp cho những người dân ở vùng Amazon, nơi hạn hán nghiêm trọng kéo dài đang tác động đến mực nước sông, vốn là sinh kế của những người dân bản địa. Cơ quan bảo vệ dân sự bang Amazonas cho biết tình trạng hạn hán nghiêm trọng kéo dài có thể ảnh hưởng tới 500.000 người trong năm nay. Bộ trưởng Môi trường Brazil Marina Silva cho biết, mực nước sông Amazon thấp và thời tiết nắng nóng làm nhiệt độ nước tăng, khiến cá chết hàng loạt nổi trên mặt sông, gây ô nhiễm nguồn nước. Tình trạng hạn hán đáng lo ngại và chưa từng có ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, cũng như việc tiếp cận lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm khác của người dân. Thời tiết sông ngòi càng khô hạn thì cá chết càng nhiều và tình hình càng trở nên bấp bênh. Chúng tôi yêu cầu sự hỗ trợ từ chính quyền thành phố và tiểu bang giúp chúng tôi trong tình huống khẩn cấp này. Lực lượng không quân sẽ gửi thực phẩm, nước uống, thuốc men và các vật dụng cần thiết đến các bang Amazonas và Acre bằng đường hàng không. Mực nước sông Rio Negro, một nhánh lớn của sông Amazon, đã giảm trung bình 30cm một ngày kể từ giữa tháng 9 vừa qua và thấp hơn 6m so với cùng thời gian này năm ngoái. Chính phủ Brazil quyết định chi hơn 27,6 triệu đô la Mỹ cho việc nạo vét sông và cảng trong khu vực nhằm đảm bảo giao thông đường thủy khi nước sông hạ. Bà Silva nhận định, nguyên nhân của đợt hạn hán lịch sử này là do tác động kết hợp giữa chu kỳ của hiện tượng El Nino, biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua đã ra lệnh cho chính phủ nước này đảm bảo ổn định giá nhiên liệu bán lẻ, tìm kiếm các biện pháp bổ sung để cân bằng thị trường trong nước sau khi lệnh cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel có hiệu lực. Tại cuộc họp nội các, Tổng thống Putin yêu cầu cần phải hành động nhanh chóng và việc xem xét áp thuế dầu mỏ là một lựa chọn. Giá nhiên liệu đang tăng, các công ty muốn kiếm lợi nhuận tối đa bằng cách xuất khẩu nhiên liệu. Tất cả đều rõ ràng, họ làm công việc của họ, còn chính phủ phải có hành động khác. Tất nhiên là có sự đồng thuận với các công ty, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là khác nhau. Chính phủ Nga tuần trước đã đưa ra lệnh cấm tạm thời xuất khẩu xăng và dầu diesel sang tất cả các quốc gia, ngoại trừ 4 quốc gia thuộc Liên Xô cũ, gồm Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan, nhằm ngăn chặn sự gia tăng giá nhiên liệu trong nước. Giá nhiên liệu bán buôn tăng vọt trong khi giá bán lẻ được trợ giá giữ giới hạn để phù hợp với tỷ lệ lạm phát. Theo cơ quan thống kê Liên bang Nga, giá bán lẻ xăng và dầu diesel từ đầu năm đến ngày 18 tháng 9 vừa qua đã tăng hơn 9%. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Thanh Hóa, Nghệ An. Và sau đây sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết của các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin được kính chào và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ.
Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.